Nhiều người mua sườn về, chỉ biết hầm sườn với làm sườn chua ngọt, ngon nữa thì bọn trẻ cũng chán ngấy rồi. Chắc chắn cách chế biến hôm nay sẽ khiến bạn phải trầm trồ, đương nhiên nó cũng ngon hơn nhiều. Ngâm sườn nửa tiếng với nước, bạn nhìn xem này, đây chính là hung thủ khiến món này có thể bị tanh. Cho vào nồi nước lạnh, thêm rượu nấu ăn, chừng 2 phút. Bắt buộc phải dùng nước nóng để rửa lại. Nước lạnh có thể làm cho thịt dai nhanh nhất luôn đó. Dầu nóng, cho đường phèn vào để thắng nước đường. Cho sườn vào, đảo cho sườn lên màu hấp dẫn. Tôi luôn luôn chỉ cho các bạn bí kíp nấu những món ngon. Đừng tiếc gì mình một lượt follow kênh nhé. Muốn nấu món gì, các bạn cứ inbox nhé. Thêm gừng thái lát, hoa hồi, lá nguyệt quế, ớt khô, xì dầu, dầu hào. Đổ thêm nước sôi, để nắp kho 40 phút, thêm trứng gà, một thìa muối. Đừng quên thêm một ít tỏi tây,